cá vậy các bạn ơi. Mình thấy nó giật giật cái đầu cần kìa, cái cần thứ tư các bạn. Để mình coi thử coi có cá không không nha các bạn. Chê các bạn ơi. Này các bạn. Được con cá chê đầu tiên nha các bạn. Hôm nay mình ra hồ Núi Lê, mình tục ra hồ Lê mình test một cốc nha các bạn. Xong nuôi hoài cũng chán các bạn ơi. Hôm nay mình đổi hướng mình đi Núi Lê thử bữa nha các bạn. Thì kết quả thì được con cá chê đầu tiên này các bạn nè. Con cá chê này cũng được khá to các bạn. 3 lạng á. Ok các bạn nha. Có cá bao vỏ rồi các bạn ơi. Trống mõm rồi. Cá chê nha các bạn. Ok. Có cá bạn ơi. Cái chấm các bạn ơi. Cái chấm nhỏ. Chấm cỏ các bạn ơi, nè. Chấm cỏ nhỏ này các bạn ơi. Con này về đuôi ngon các bạn. Nè bạn. Được con chấm cỏ các bạn. Ok chưa? Chấm cỏ nha các bạn. Cái chấm các bạn ơi. Nè. Cái chấm nè. Chấm nhỏ các bạn ơi. Thời tiết xấu quá các bạn ơi. Được 2 chấm rồi. Hài ghê. Cái chấm nó ăn nó không có dở nó mạnh nổi các bạn ơi, dở nhẹ. Quay vô thấy cái dùng hoài vậy. Được con chấm các bạn nè. Chấm cỏ nha các bạn. Ok. Bao cá bạn ơi. À, sáng giờ mới có được phát bên cần lý tưởng các bạn. Cái gì đây? Đừng nói cái chấm nữa nha các bạn. Cái gì trời?
Không có chê vậy. Cá chê hả trời. Cá chê. Wow, cá chê mập rồi trời. Cá chê bạn ơi. Wow, cá chê nó mập uống uống nặng các bạn ơi. Thiệt tình đó trời. Từ sáng giờ mới được có một phát ban ban cần nó hú còi thôi. Mà lại là cá chê. Hai em cá chê nướng chui. Và được hai em cá chấm. Cỡ. Như vậy là ok rồi. À, cái lưỡi BKK này nó dính chắc kìa. Gỡ không ra luôn các bạn. Yeah. Luôn ra đi. Đấy cái vỏ cá. Được hai con chấm cỏ. Hai con cá chê. Chiều nay sẽ có món cá chê nướng nha các bạn. Ok nè cá chê nè. Cá chê vô vỏ nè. Đó, cá chê vô vỏ nè. Hai em cá chê và hai em cá chấm. Còn ba cần đó các bạn. Ăn luôn đi các bạn. Bây giờ mình dời cái cần này nè qua bên đây. Cần này nãy nó mới dính có chấm có chê nè. Cái này đó. Ăn luôn. Ăn đi. Còn ba cần đó. Hết mồi rồi. Sạch sẽ mồi rồi. Ok. Rồi, ok các bạn. Mình đã dọn hết, thu dọn hết đồ câu rồi. Bỏ đồ nghề hết lên xe rồi. Đó. Và đây thành quả của ngày hôm nay mình quay lại hồ Núi Le. Test mồi ngũ cốc của đam mê câu cá. Hôm nay không có nhiều. Bốn em. Bốn em thôi các bạn ơi. Cái vỏ 2,5 mét. Đừng được bốn con cá. Được hai con cá chê và hai con cá chấm cỏ. Hai chấm cỏ tầm 3-4 lạng, nửa ký. Còn cá chê to á, được một con hơn nửa ký và một con khoảng 3 lạng. Bên đây thẳng một cái túi nè. Mình sẽ cho cá vào và hai cái chấm vào trong đây. Mình sẽ thổi oxy vô trong đây. Sẽ đem về nhà mình thả dưới hồ. Bạn à. Đổ ra nè. Ok. Đây hàng chấm mà. Hy vọng là về nhà còn sống nha các bạn. Mình muốn nó sống chứ mình không muốn nó chết. Nhỏ lắm. Còn hai con chê này về sẽ nướng chui chấm móng gừng. Ok nha các bạn. Thôi ok nha các bạn. Mình kết thúc cái video ra hồ Núi Le test mũ gốc ngày hôm nay nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho đam mê câu cá mình nha các bạn. Còn bây giờ chào tạm biệt. Chúc các bạn có một ngày xem video vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Bye bye.